Namaste, chào mừng các bạn đến với Yoga with Becky. Bài tập ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào các động tác mở lườn, các động tác vặn xoắn nhằm cải thiện hệ tiêu hóa, giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ của mình. Rồi, khi nào các bạn sẵn sàng, chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé. Rồi, mời bạn vào tư thế ngồi thiền, bắt chéo hai chân của mình vào với nhau. Hai tay của mình thả lỏng trên đầu gối, xoay nhẹ hai vai. Sau đó, tiếp theo bạn thả lỏng cơ cổ của mình. Có thể gập cổ về phía trước, hoặc gập cổ sang hai bên. Hoặc nếu muốn, bạn có thể xoay tròn cổ. Thả lỏng toàn bộ cơ cổ. Và kết hợp nhịp nhàng với hơi thở của mình. Có thể nhắm nhẹ mắt để cảm nhận rõ hơn sự luân chuyển của hơi thở và sự chuyển động của cơ thể. Khi hít vào, bạn biết bạn đang hít vào. Và thở ra, bạn biết bạn đang thở ra. Rồi, từ từ thật chậm rãi trả cổ của mình về vị trí ban đầu. Giữ cột sống lưng của mình thật thẳng. Tiếp tục hít vào hơi thật sâu, hai tay của mình vươn lên khỏi đầu. Căng lưng. Thở ra, bạn đặt lòng bàn tay trái bên ngoài gối phải. Sau đó tay phải đặt về phía sau lưng. Lòng bàn tay chống xuống thảm. Hít vòng hơi thật sâu, ép mạnh tay trái của mình vào đầu gối chân phải. Nhẹ nhàng, bạn xoắn cột sống lưng của mình về phía bên phải. Mắt nhìn qua vai phải. Giữ 1. 2. Cố gắng giữ cột sống lưng của mình thật thẳng. 3. Hít thở đều. 4. Tốt lắm. Và 5. Hít vào. Từ từ ta về chính diện. Hai tay của mình vươn lên khỏi đầu. Căng lưng. Thở ra, bạn đổi bên. Tay trái đặt về phía sau lưng. Xoắn hết mức cơ thể về phía bên trái. Liên tục, bạn dùng tay phải của mình đẩy mạnh vào đầu gối bên trái. Cảm nhận cơ sống lưng của mình đang được kích hoạt. Hít thở sâu. 3. 4. Mở mạnh vai trái của mình nhiều hơn nữa. Đúng rồi. 5. Hít vào về chính diện, hai tay của mình lên. Thở ra, xoắn về phía bên phải, mở ngực mở vai. Hít vào chính diện, tay lên. Thở ra, xoắn trái. 3. Hít vào, kết hợp nhịp nhàng từng hơi thở với từng chuyển động. Thở ra, xoắn phải. Hít vào, chính diện. Thở, xoắn trái. 4. Hít vào. Thở ra. Hít vào, chính diện. Thở trái. Đúng rồi, lực cuối cùng, hít vào. Thở phải. Từ vị trí này, bạn cố gắng vòng luôn tay phải của mình sau lưng. Sau đó tay trái đặt bên ngoài gối phải. Hít vào, nhẹ nhàng, bạn ngã vai, ngã lưng về phía bên trái. Tiếp tục vừa xoắn vừa ngã phần thân trên của mình. Mắt nhìn qua vai phải, giữ tiếp 2. 3. Mở căng lồng ngực ra. 4. Cảm nhận khớp vai của mình đang được kích hoạt. Tốt lắm, 5. Hít vào, ta về chính diện, hai tay của mình lên. Tương tự, bạn xoắn người của mình về phía bên phải, tay phải vòng sau lưng, tay trái nằm bên ngoài gối phải. Nhẹ nhàng bạn ngã người của mình về phía bên trái. Cảm nhận cơ sống lưng, cơ vai của mình đang được kích hoạt. Hít sâu và thở chậm. 3. 4. 5. Hít vào, về chính diện, hai tay của mình vươn lên khỏi đầu. Thở ra, tay chắp, hạ ngang ngực. Rồi từ vị trí này, ta vào tư thế em bé. Bạn tách hai gối của mình sang ngang, cho ngón chân cái của mình hướng vào với nhau. Đẩy mông của mình về phía sau, nếu được hạ mông chạm gót chân. Thả lỏng hai tay của mình về phía trước. Hoặc lựa chọn số 2, bạn có thể gập khuỷu tay. Đan xen các ngón tay.
và mình áp hai lòng bàn tay của mình phía trên đầu. Nếu được, bạn nhấn phần vai của mình xuống sâu hơn nữa. Thả lỏng cơ thể của mình ở đây. Quan sát hơi thở và quán chiếu hơi thở của mình. Hít vào, bạn biết bạn đang hít vào. Và thở ra, bạn biết bạn đang thở ra. Hít vào sự bình an và thở ra sự căng thẳng. Này, từ từ, thật thoải mái, hít vào, nâng cằm, nâng đầu của mình lên. Sau đó thở ra, áp hai quỷ tay. Đứng trên hai đầu gối, ta vào tư thế cây bàn. Hai tay mở rộng ngang vai và đầu gối của mình mở rộng ngang hông. Hít vào, nâng chân phải, duỗi căng chân phải hết mức có thể. Sau đó thở ra, bạn bắt chéo chân phải của mình qua bên trái. Mắt nhìn qua vai trái. Siết chặt cơ đùi, hít vào, chân về chính diện. Thở ra, gập gối, di chuyển gối phải của mình hướng về khuỷu tay phải. Tương tự hai, hít vào, chéo chân. Mắt nhìn qua vai trái, đúng là siết chặt cơ mông luôn. Thở ra, gối phải hướng khuỷu phải. Ba, hít vào, căng chân phải. Thở ra, bằng bắt chéo chân luôn. Hít vào, về chính diện. Thở, gối hướng khuỷu. Bốn, hít vào, căng chân. Thở ra, chéo chân. Hít vào, chính diện. Thở, gối hướng khuỷu. Lực gối hít vào. Thở ra, xoắn. Hít vào, chính diện. Thở, gối hướng khuỷu. Đồng thời bạn bước mạnh chân phải của mình về phía trước, chân phải bên ngoài tay phải. Tiếp tục hít vào một hơi thật sâu, đẩy mạnh hông của mình về phía trước, nhấn phần hông. Mở ngực, mở vai. Thở ra, nâng hông, đẩy hông của mình về phía sau, cúi gập người của mình về phía trước. Hai, hít vào, nhấn hông, mở ngực. Thở ra, hông sâu, thẳng gối phải nếu được. Ba, hít vào, nhấn mạnh phần hông của mình hết mức cơ thể. Và từ vị trí này tiếp tục bằng áp lòng bàn tay trái. Sau đó từ từ mở mạnh gối phải sang ngang. Dùng tay phải đẩy gối phải của mình. Đồng thời xoắn phần sống lưng của mình về phía bên phải. Mắt nhìn qua vai phải. Giữ một. Liên tục nhấn hạ phần hông. Vừa nhấn vừa xoắn cơ sống lưng. Ba. Bốn. Năm. Hít vào vai chính diện. Thở ra bạn áp tay phải của mình xuống. Sau đó nâng hông từ từ rút gối phải của mình trở về vị trí cái bàn. Tương tự giữ cho tay và gối của mình trên một đường thẳng là đúng. Hít vào một hơi thật sâu, nâng chân trái, căng chân hết mức có thể. Thở ra, xoắn chân của mình về phía bên phải, mắt nhìn qua vai phải. Hít vào, trả chân của mình về chính diện, siết chặt cơ mông của mình lại. Thở gập gối, gối hướng khuỷu trái. Tương tự hai, hít vào, căng chân trái. Thở, xoắn về bên phải. Hít vào, chân chính diện. Thở, gối hướng khuỷu trái. Đúng rồi, siết cơ bụng của mình lại. Ba, hít vào. Thở, xoắn. Hít vào, chính diện. Thở, gập. Bốn, hít vào, cố gắng căng chân trái hết mức có thể. Thở, xoắn. Hít vào. Thở, gập. Đúng rồi, lực cuối hít vào. Thở, xoắn hết mức. Hít vào về chính diện. Thở, gập. Đồng thời bước mạnh chân trái của mình về phía trước, đặt bên ngoài lòng bàn chân trái luôn. Hít vào, bạn có thể di chuyển gối phải của mình về phía sau. Sau đó đẩy mạnh hông của mình về phía trước, nhấn hạ phần hông. Mở ngực, mở vai. Thở ra, nâng hông. Hông về phía sau, cúi gập người của mình về phía trước. Tương tự lượt hai, hít vào, nhấn hông, mở ngực, mở vai. Thở ra, hông sâu, thẳng gối trái. Lượt cuối, hít vào, nhấn mạnh phần hông.
và thở ra từ vị trí này, bạn dùng tay trái đẩy gối trái của mình sang ngang. Đồng thời xoắn phần thân trên về phía bên trái, mắt nhìn qua vai trái. Giữ một. Liên tục nhấn hạ phần hông của mình xuống. Hai. Đúng rồi, mở ngực, mở vai. Ba. Bốn. Tốt lắm. Và năm, từ từ ta thoát thể. Bạn hạ tay trái của mình xuống, sau đó nâng hông của mình lên, rút gối trái của mình về phía sau. Hít vào trường vai về phía trước, thở ra hạ bụng, ngực áp thảm. Hai khuỷu tay của mình gặp, ép mạnh hai khuỷu tay của mình vào khung lưng. Hít vòng hơi thật sâu, từ từ nâng vai, ngã đầu của mình về phía sau, tư thế chó ngửa mặt. Mở ngực, mở vai hết mức có thể. Sau đó thở ra, ta về tư thế chó cúi mặt. Ấn mũi chân, nâng hông, đẩy vai về phía sau. Liên tục bạn nhấn hạ phần hông. Nếu được, đẩy căng hai gối của mình về phía sau hết mức cơ thể. Cảm nhận vùng vai và vùng hông của mình đang được thư giãn ở vị trí này. Rồi, hít vào một hơi thật sâu, bạn đánh chân phải của mình lên cao hết mức cơ thể. Kích hoạt khớp hông của mình luôn. Liên tục nhấn vai. Sau đó thở ra, gập gối. Trường vai của mình về phía trước, cho gối của mình hướng về phía ngực. Tương tự lượt hai, hít vào, đánh chân lên, lên cao hơn nữa. Thở ra, gối hướng cằm luôn, trường vai. Ba, hít vào, nhấn. Thở, siết chặt cơ bụng của mình lại, cho vai vượt khuỷu tay nếu được. Bốn, hít vào. Thở ra, săn chắc cơ bụng, cơ vai. Năm, hít vào. Thở ra, siết thật chặt cơ bụng luôn. Sáu, hít vào, đánh chân của mình cao hơn nữa. Thở ra. Bảy, hít vào, liên tục nhấn hạ phần vai. Thở ra. Tám, hít vào, tốt lắm mọi người. Thở ra, trường vai xa hơn nữa. Chín, hít vào sáu. Thở ra. Lượt cuối, 10, hít vào, đánh chân của mình lên cao. Thở ra, gối hướng về phía ngực. Lúc này bạn di chuyển chân phải của mình về phía trước, đặt giữa hai lòng bàn tay luôn. Sau đó hạ gối trái, ấn mũi chân trái của mình chạm thảm. Hít vòng hơi thật sâu, hai tay của mình chắp ngang ngực. Thở ra, tư thế vặn cầu nguyện. Cài khuỷu tay trái bên ngoài gối phải, cố gắng ép mạnh hai lòng bàn tay, tay đặt giữa ngực càng tốt. Bạn dùng khuỷu tay trái của mình đẩy gối phải của mình về phía bên trái. Nếu được, từ từ nâng đầu gối chân phải của mình lên luôn. Giữ. 1. 2. Liên tục vừa đẩy vừa xoắn cơ sống lưng của mình. 3. Mở mạnh vai phải của mình lên. 4. Tốt lắm mọi người. 5. Từ từ bạn thoát thể luôn. Hạ hai tay của mình xuống thảm. Sau đó thật chậm rãi, bạn rút chân phải của mình về giữa thảm. Đồng thời rút chân trái của mình về giữa thảm. Hai chân của mình mở rộng ngang vai. Hít vào, đi hai tay của mình về phía chân. Sau đó thở ra, gập người của mình xuống. Cố gắng vừa trường vai của mình xuống thảm, vừa gập sau vai của mình và phía chân. Vừa trường, vừa gập hết mức có thể. Thả lỏng cơ cổ, thả lỏng cơ vai. Giữ tiếp. 1, 2, 3, 4 và 5. Hít vào, nâng cằm, nâng đầu của mình lên. Thở ra, bạn đi bộ hai tay của mình về phía bên trái. Tiếp tục đi bộ hai tay của mình về phía sau lưng luôn. Đồng thời bạn di chuyển cổ chân của mình, hướng mũi chân của mình theo tay. Lúc này bạn quan sát hai chân của mình đang bắt chéo vào với nhau. Nhẹ nhàng gập hai đầu gối, sau đó tìm cách hạ mông của mình chạm thảm. Mũi chân của mình duỗi về phía sau. Ta vào tư thế mặt bò. Ở tư thế này, nếu bạn nào thấy khó chịu, căng hai chân của mình, thì có thể duỗi hai chân của mình về phía trước ha. Lắng nghe cơ thể của mình. Giữ cho tư thế của mình thật thoải mái, hai tay của mình
đặt trên gối, hít vào bằng trũng lưng, đẩy ngực về phía trước, ngã đầu của mình về phía sau. Thở ra, gù lưng siết bụng lại, cằm hướng về phần ức. Tương tự hai hít vào, ta trũng lưng, mở ngực, mở phái. Thở ra, gù lưng siết cơ bụng của mình lại. Ba hít vào sau, trũng lưng. Thở ra, gù lưng siết bụng. Đúng rồi, mắt nhìn xuống. Bốn hít vào, trũng lưng, mở căng lồng ngực. Thở ra. Lực cuối, hít vào một hơi thật sâu, bạn trũng lưng, mở ngực, mở phai. Thở ra, gù lưng của mình về phía sau, siết chặt cơ bụng của mình lại. Này, hít vào, từ từ trả lưng, trả vai của mình về chính diện. Sau đó thở ra, hai tay của mình vòng sau lưng, đan xen các ngón tay. Hít vào một hơi thật sâu, căng ngực, nâng cằm, mắt nhìn lên. Thở ra, từ từ bằng cúi gập người của mình về phía trước. Đồng thời nâng hai tay, hướng tay của mình về phía đầu. Thả lỏng cổ, thả lỏng cằm, mắt nhìn xuống. Cố gắng không nhấc mông của mình lên ở vị trí này. Giữ 1, 2, 3, 4, 5. Hít vào, từ từ nâng đầu của mình lên. Thở ra, bạn thoát tay. Từ vị trí này, bạn duỗi chân trái của mình về phía trước. Sau đó, tiếp tục gập gối phải, ép lòng bàn chân phải của mình vào bên trong đùi trái. Chân trái của mình giữ cho cổ chân, khuỷu chân và hông của mình trên một đường thẳng. Lựa chọn số 1 bạn có thể giữ ở đây, hoặc lựa chọn số 2 nếu được, đặt chân phải của mình trên đùi của chân trái. Này, cả hai sự lựa chọn, hít vòng hơi thật sâu, bạn vòng tay phải của mình sang lưng. Nếu được, cho tay của mình nắm lấy ngón chân cái phải luôn. Sau đó trường vai của mình về phía trước, tay trái nắm lấy ngón chân cái trái. Hít vào, nâng ngực nâng vai của mình lên. Thở ra, cúi gập người của mình về phía trước. Vừa trường, vừa gập hết mức có thể. Cằm hướng về phía ống quyển và mắt quan sát về phía trước. Liên tục hít sâu và thở chậm. 3, 4, 5. Hít vào, nâng vai lên. Thở ra, bạn thoát tay. Này, từ vị trí này, bạn gập gối phải. Sau đó áp lòng bàn chân phải cho gối của mình hướng lên trần nhà. Hai tay hướng gối, xoay vai của mình về phía sau. Giữ cho lưng của mình thật thẳng thõm. Tiếp tục hít vòng hơi thật sâu, gập khuỷu tay trái. Đặt khuỷu tay trái bên ngoài gối phải. Sau đó tay phải của mình đặt về phía sau lưng. Liên tục bạn dùng khuỷu tay trái của mình đẩy gối phải của mình về phía bên trái. Đồng thời mở mạnh vai phải, xoắn hết mức có thể cơ sống lưng của mình. Vừa đẩy, vừa xoắn, cảm nhận cơ sống lưng của mình đang được kích hoạt. Giữ 1, 2, hít sâu và thở chậm. 3, 4, 5, hít vào, từ từ bạn thoát thế. Sau đó thở ra, bạn đặt tay phải của mình về phía sau lưng luôn. Thật chậm rãi, xoay hông, xoay người của mình về phía sau. Này, bạn hạ đầu gối chân phải của mình xuống, đồng thời nâng chân trái của mình lên. Gập gối trái, lựa chọn số 1 giữ ở đây, hoặc nếu được, tay phải nắm lấy chân trái, cố gắng kéo chân của mình lên cao và giữ thăng bằng. 1, 2, siết chặt cơ bụng của mình lại. 3, tốt lắm. 4, 5, từ từ ta thoát thế. Hạ cho tay phải của mình áp thảm, sau đó bạn ấn mũi chân phải, nâng hông, đánh chân trái của mình lên cao hết mức có thể, kích hoạt khớp hông của mình. Đồng thời bạn nhấn mạnh phần vai của mình xuống, thả lỏng khớp vai. Hít vào, gập gối trái. Thở ra, trường vai của mình về phía trước. Tương tự hai hít vào, đánh chân trái của mình lên cao. Thở ra, cho gối hướng ngực. Ba hít vào, chân lên. Thở ra,
vai vượt khuỷu tay luôn, siết chặt cơ bụng. 4. Hít vào, đánh chân lên. Thở ra, gối hướng ngực. Hít vào, chân lên. Thở, siết chặt cơ bụng của mình lại. 6. Hít vào, đánh mạnh chân của mình lên. Thở, gối hướng ngực, siết chặt bụng. 7. Hít vào, đánh chân lên. Thở ra, trường vai. 8. Hít vào. Thở ra. Tốt lắm, 2 lượt nữa thôi. 9. Hít vào, đánh chân lên cao lên. Thở ra. Lượt cuối, hít vào chân lên. Thở ra, gập gối, gối hướng ngực. Sau đó bạn bước mạnh chân trái của mình về phía trước, đặt giữa hai lòng bàn tay. Từ từ hạ gối phải của mình xuống. Nâng đầu, nâng vai của mình lên. Hai tay ngang ngực. Từ từ bạn cài khuỷu tay phải của mình bên ngoài gối trái. Dùng lực khuỷu tay phải đẩy gối trái về phía bên phải. Nếu được, tiếp tục ấn mũi chân phải, nâng gối phải của mình lên luôn. Tư thế vặn cầu nguyện. Liên tục hít thở, giữ 2, ép mạnh hai lòng bàn tay. 3, 4, và 5, nhẹ nhàng thoát thể, áp hai lòng bàn tay của mình chạm thảm. Sau đó ta bước chân trái của mình về giữa thảm, rút chân phải của mình lên về giữa thảm luôn. Rồi hít vào, bạn đi bộ hai tay của mình về phía bên phải. Tiếp theo đi bộ hai tay của mình về phía sau lưng luôn. Tương tự, bạn di chuyển mũi chân, di chuyển cổ chân hướng theo tay. Quan sát cho hai chân của mình bắt chéo nhau là đúng. Hít vào, nâng cằm, giữ lưng thẳng. Thở ra, cúi gập người của mình về phía trước. Thả lỏng phần thân trên, thả lỏng vai, thả lỏng đầu. Gập sâu hết mức cơ thể. 3, 4, 5, tốt lắm. Hít vào, nâng cằm, nâng vai của mình lên. Sau đó thở ra, tiếp tục bắt chéo hai chân. Gập gối, hạ hông của mình xuống. Ta vào tư thế mặt bò. Tương tự, bạn có thể duỗi hai chân của mình về phía trước nếu cần thiết. Rồi từ vị trí này, hai tay của mình đặt trên gối. Hít vào, ta trũng lưng, mở ngực, mở vai. Thở ra, bận gù lưng, siết chặt cơ bụng. 2. Hít vào sâu, trũng lưng. Thở ra, gù lưng về phía sau, cằm hướng vào ức. 3. Hít vào, trũng lưng. Thở ra. 4. Hít vào, trũng lưng, nâng cằm. Thở ra, gù lưng, siết bụng. Lượt cuối, hít vào, bạn trũng lưng. Thở ra, hai tay vòng về phía sau, đan xen các ngón tay. Sau đó nhẹ nhàng cúi gập người của mình xuống. Nâng hai tay của mình lên cao hết mức cơ thể. Thả lỏng cổ, thả lỏng vai. Giữ 1, 2, 3, 4, 5. Hít vào, về chính diện. Thở ra, bạn thoát tay. Sau đó, tương tự duỗi chân phải của mình về phía trước. Gập gối trái, ép lòng bàn chân trái của mình vào đùi trong của chân phải. Lựa chọn số 1, bạn giữ đây. Hoặc lựa chọn số 2, đặt chân trái trên đùi phải. Tay trái vòng sau lưng, nếu được, nắm lấy ngón chân cái trái. Trường vai về phía trước cho tay phải nắm lấy ngón chân cái phải. Hít vào, nâng ngực nâng vai, thẳng lưng. Thở ra, cúi gập người của mình về phía trước. Vừa trường vừa gập hết mức cơ thể. Cố gắng giữ cho cơ sống lưng của mình trên một đường thẳng. Quan sát hơi thở của mình. Rồi hít vào nhẹ nhàng, bạn thoát thể. Nâng vai, thả lỏng hai tay. Sau đó gập gối trái, áp lòng bàn chân trái của mình chạm thảm. Xoay vai của mình về phía sau, giữ cho lưng thẳng. Hít vòng hơi thật sâu, khuỷu tay phải của mình đặt bên ngoài gối trái. Tay trái đặt về phía sau lưng. Liên tục dùng tay phải, mình đẩy gối trái về phía bên phải. Đồng thời mở mạnh vai trái về phía sau.
vừa đẩy vừa xoắn hết mức cơ thể. Giữ cột sống lưng của mình một đường thẳng là đúng. Hít thở 2 3 4 5 Từ từ bạn thoát thế. Từ vị trí này bạn xoay vai, xoay hông của mình về phía sau lưng luôn. Áp hai lòng bàn tay của mình xuống. Sau đó mình hạ gối trái của mình chạm thảm, nâng chân phải của mình lên gập gối phải. Nếu được, tay trái phòng về phía sau lưng nắm lấy chân phải, đồng thời kéo mạnh chân của mình lên, đẩy cong cơ lưng và giữ thăng bằng. 3 4 và 5 Nhẹ nhàng, từ từ bạn thoát thế. Này, từ từ hạ tay trái của mình xuống, sau đó ấn mũi chân trái nâng hông, nâng chân phải của mình lên cao hết mức cơ thể, tư thế chó ba chi, liên tục nhấn hạ phần vai của mình xuống. Thở ra, hạ chân phải, ta về tư thế chó cúi mặt, thả lỏng vai, nhấn vai của mình hướng về phía đầu gối, đẩy căng hai gối của mình về phía sau, nếu được hai lòng bàn chân của bạn áp thảm luôn, lắng nghe cơ thể của mình. Rồi hít vào, đánh chân phải của mình lên cao. Thở ra, bước chân phải của mình về phía trước, đặt giữa hai lòng bàn tay, nhấn mũi chân trái, nâng hông, hai tay vươn lên khỏi đầu, tư thế mở ngực đứng. Liên tục vừa nhấn hông vừa căng lưng, giữ tư thế thật vững chãi. Từ vị trí này, lực bạn dồn vào gót chân trước, sau đó gập gối trái, kéo gối trái của mình về phía trước, nâng gối trái của mình lên, giữ thăng bằng. Thở ra, bước chân trái của mình về phía sau, tiếp tục ấn mũi chân, hạ phần hông, hai tay lên khỏi đầu. Hít vào, nâng chân trái của mình về phía trước, nếu được, lúc này bạn duỗi căng chân trái của mình về phía trước. Hai tay mở ngang vai, đồng thời xoắn vai của mình về phía bên trái, mắt nhìn qua vai trái. Và thở ra, ta về lại vị trí ban đầu, nhấn hông, hai tay vươn lên khỏi đầu. Tương tự lượt hai, hít vào, gối lên, thở ra, trở về. Hít vào, thẳng chân trái, xoắn, thở ra, trở về. 3 Hít vào, gối, thở, về. Hít vào, chân thẳng, xoắn, thở, về. Tốt lắm. 4 Hít vào, gối, thở, về. Hít vào, xoắn, thở, về. Nhấn hông. Lượt cuối, hít vào, gối, thở, về. Hít vào, xoắn, thở ra, hai tay của mình chắp ngang ngực. Lúc này bạn bắt chéo chân trái của mình qua chân phải luôn. Nếu được, bắt chéo cổ chân trái qua cổ chân phải, đồng thời gập gối hạ thấp phần hông. Được nữa thì bắt chéo hai tay của mình. Tư thế còn đại bàng, giữ tiếp 3. Cố gắng giữ thăng bằng ở đây, lực dồn vào gót chân phải. 4 và 5 Nhẹ nhàng thoát tay, tay chắp trước ngực. Hít vào, thoát chân trái, bước chân trái về phía sau lưng, áp lòng bàn chân trái của mình xuống. Sau đó thở ra, hai tay vòng về phía sau lưng, đan xen các ngón tay. Hít vào, mở ngực phải, thở ra bạn cúi gập người của mình về phía trước. Thả lỏng phần vai, hai tay của mình hướng về phía đầu. Thả lỏng đầu, thả lỏng cổ luôn. Giữ 3 4 Liên tục hít thở sâu. Và 5 Từ từ thoát hai tay, áp hai lòng bàn tay của mình chạm thảm. Hít vào, đánh chân phải của mình lên cao. Thở ra, gập gối phải, gối hướng về phía ngực. Lựa chọn số 1, bạn hạ gối của mình xuống thảm. Hoặc lựa chọn số 2, nếu được, thẳng chân phải, luồn chân xuống dưới nách trái. Sau đó từ vị trí này, vươn tay trái qua khỏi đầu, đẩy hông của mình lên cao, siết chặt cơ bụng của mình lại. Giữ 1 Hít thở sâu 2 Tốt lắm mọi người. 3 4 và 5 Nhẹ nhàng hạ mông của mình chạm thảm, đồng thời tách mạnh hai chân của mình sang ngang, tư thế ngồi thật thẳng. Hít vào, hai tay của mình vươn lên. Thở ra, xoắn về phía bên phải. Tay trái đặt bên ngoài gối phải, tay phải đặt về phía sau lưng. Hít vào, chính diện. Thở ra, xoắn theo chiều ngược lại.
Tương tự lượt hai hít vào về chính diện, tay lên. Thở ra, xoắn phải. Hít vào, thở ra, xoắn trái. Lượt cuối hít vào, thở ra, xoắn phải và giữ 1, 2, 3, mở mạnh vai phải của mình. 4, siết chặt cơ bụng của mình lại. 5, hít vào, chính diện. Thở ra, xoay theo chiều ngược lại. Giữ 1, 2, cố gắng xoắn hết mức có thể về phía bên trái. 3, 4, 5, hít vào, chính diện. Hít vào, hai tay của mình vươn lên. Thở, tay hạ. Hít vào, bạn đi bộ các ngón tay của mình về phía trước. Thở ra, cúi gập người của mình về phía trước. Liên tục, vừa trường, vừa gập. Nếu được, hạ bụng, ngực áp thảm luôn. Mắt nhìn về phía trước. Giữ 1, 2, cảm nhận cơ hông, cơ đùi của mình đang được kích hoạt. 3, 4, 5, hít vào, nâng vai lên. Thở ra, đi bộ hai tay về chính diện. Rồi từ vị trí này bạn gập đầu gối chân phải, ép lòng bàn chân phải của mình vào đùi trong của chân trái. Giữ cho chân trái của mình một đường thẳng so với hông. Quan sát cho gối phải và hông phải của mình trên một đường thẳng là đúng. Hít vào, nâng tay phải lên. Thở ra, nghiêng lưng về bên trái. Tương tự lần hai, hít vào về chính diện. Thở ra, nghiêng lưng. 3, hít vào, chính diện. Thở ra, cảm nhận cơ lưng bên phải của mình đang được kích hoạt. 4, hít vào. Thở ra, nghiêng sâu hơn nữa. Hít vào, về chính diện. Thở ra, tay trái nắm lấy gối phải. Sau đó nghiêng lưng hết mức có thể về phía bên trái. Nếu được, tay phải của mình nắm lấy chân trái. Bạn luồn đầu mình xuống dưới nách phải và giữ 1, 2, tiếp tục cảm nhận cơ lưng bên phải của mình đang được kích hoạt. 3, hít sâu và thở chậm ở đây. 4, 5, hít vào về chính diện. Thở ra, áp tay phải của mình về phía sau lưng. Tiếp tục xoay vai, bạn áp tay trái của mình về phía sau lưng luôn. Hít vào xoay hông, bạn ấn mũi chân trái, rút chân phải của mình trở về tư thế chó cúi mặt. Liên tục nhấn hạ phần vai hết mức cơ thể, thả lỏng khớp vai. Rồi hít vào, đánh cao chân trái của mình lên. Thở ra, bước chân trái của mình về phía trước, đặt giữa hai lòng bàn tay. Tạo vào tư thế mở ngực đứng bên trái, ấn mũi chân phải. Hai tay của mình vươn lên khỏi đầu, vừa nhấn hạ hông, vừa căng phần lưng hết mức cơ thể. Giữ tiếp, 3, đúng rồi, nhấn hạ phần hông. 4, căng lưng hết mức cơ thể. 5, từ vị trí này lực dồn vào gót chân trước. Hít vòng hơi thật sâu, bạn gập gối phải, nâng chân phải của mình về phía trước. Thở ra, bước chân phải của mình trở về vị trí ban đầu, hai tay của mình vươn lên. Hít vào, nâng chân phải về phía trước, nếu được duỗi căng chân, xoắn người của mình về phía bên phải, hai tay mở ngang vai. Thở ra, chân phải của mình trở về, nhấn hạ hông. Tương tự hai, hít vào, gối phải về phía trước, thở, trở về. Hít vào, duỗi chân phải, xoắn, thở, trở về. 3, hít vào, gối trước, thở, trở về, nhấn hông. Hít vào, xoắn, thở, trở về. 4, hít vào, thở, trở về. Hít vào, thở, trở về, nhấn hông. Lượt cuối, hít vào, thở, trở về. Hít vào, duỗi mạnh chân phải của mình về phía trước, xoắn. Sau đó, thở ra, hai tay của mình chắp trước ngực. Đồng thời bắt chéo chân phải của mình qua chân trái luôn. Hoặc nếu được bạn bắt chéo cổ chân phải của mình qua cổ chân trái, gập gối hạ thấp phần hông, tay chắp trước ngực hoặc bắt chéo hai quỷ tay của mình vào phía nhau. Tư thế con đại bàng. Giữ đây 1,
Hai, siết chặt cơ mông của mình lại. Ba, bốn và năm, từ từ thoát tay, tay chắp ngang ngực. Hít vào, tháo chân phải, bước mạnh chân phải về phía sau, áp lòng bàn chân chạm thảm. Sau đó thở ra, hai tay của mình vòng sau lưng. Hít vào, thở ra, cúi gập người của mình về phía trước. Thả lỏng cơ vai tối đa, cố gắng nâng tay của mình hướng về phía đầu. Thả lỏng toàn bộ phần thân trên. Hít sâu và thở chậm ở đây. 3 4 5 Hít vào, nâng vai, thở ra, hai tay của mình áp thảm. Tiếp tục bạn ấn mũi bàn chân, sau đó đánh chân trái của mình lên cao, nhấn vai. Nhẹ nhàng gập gối trái, trường vai của mình về phía trước. Sau đó hạ gối trái của mình chạm thảm. Lựa chọn số 1 bạn có thể giữ đây, hoặc lựa chọn số 2 luồn chân trái qua nách phải. Hít vào, nâng hông của mình lên, vươn tay phải qua khỏi đầu. Giữ 1, cố gắng siết chặt cơ bụng của mình lại. 2 3, đánh hông của mình lên cao hơn nữa. 4 và 5, thở ra, hạ mông chạm thảm. Hít vào, hai tay của mình vươn lên khỏi đầu, căng lườn. Thở ra, xoắn hết mức có thể về phía bên trái, tay trái vòng sau lưng. Mắt nhìn qua vai trái. Hít vào, về chính diện. Thở ra, xoắn hết mức có thể về phía bên phải, mở ngực, mở vai. Lượt hai, hít vào, chính diện. Thở ra, xoắn trái. Hít vào, chính diện, tay lên. Thở, xoắn phải. Lần cuối, hít vào, thở ra, xoắn trái và giữ 1, 2, 3, 4, 5, hít vào, chính diện, thở theo chiều ngược lại, xoắn hết mức cơ thể về phía bên phải, 1, 2, siết chặt cơ bụng của mình luôn, 3, tốt lắm mọi người, 4, 5, hít vào, chính diện, thở ra, đi bộ các ngón tay của mình về phía trước, cúi gập người của mình về phía trước. Nếu được, bạn hạ bụng, ngực áp thảm luôn. Cảm nhận cơ đầu gối của mình đang được kích hoạt. Siết chặt cơ đùi của mình, giữ 2. Cố gắng giữ cho lưng của mình thẳng. 3. Hít thở đều. 4. 5. Hít vào, nâng vai về chính diện. Sau đó thở ra, bạn gập đầu gối chân trái. Ép lòng bàn chân trái của mình vào đùi trong của chân phải. Tương tự, quan sát cho cổ chân phải và hông phải trên một đường thẳng. Gối trái và hông trái trên một đường thẳng. Hít vào, nâng tay trái lên. Thở ra, nghiêng lườn về bên phải. Tương tự, lần hai, hít vào, về chính diện. Thở ra, nghiêng sâu hơn nữa. Hít vào, lần ba. Thở ra, cảm nhận cơ lưng bên trái đang được kích hoạt. 4, hít vào, chính diện. Thở ra, nghiêng sâu hơn nữa. Lượt cuối, hít vào, chính diện. Thở ra, tay phải đặt trên gối trái, sau đó nghiêng hết mức cơ thể về phía bên phải. Nếu được, tay trái nắm lấy chân phải. Luồn đầu của mình xuống dưới đất trái, mắt nhìn lên. Bạn giữ 1, 2, 3, 4 và 5. Hít vào, trả vai của mình về chính diện. Và thở ra, duỗi căng chân trái của mình về phía trước. Hai chân của mình ép sát vào với nhau, giữ cho lưng của mình thật thẳng. Tư thế ngồi thật thẳng, hít vào, hai tay của mình vươn lên. Thở ra, cúi gập người của mình về phía trước. Tay bạn nắm lấy gối, nắm lấy cổ chân, hoặc nếu được, hai tay nắm lấy chân. Được nữa thì trường xa hơn nữa, hai tay của mình nắm lấy nhau. Cầm hướng về phía ống quyển, mắt quan sát về phía trước. Giữ 2, 3, 4,
Nằm hít vào, vai lên, hai tay lên. Sau đó bạn siết chặt cơ bụng, cố gắng ấn mạnh hai gót chân của mình chạm thảm. Từ từ ngã người của mình về phía sau, nằm áp lưng. Tương tự, hai hít vào, ngồi bật dậy. Thở ra, cúi gập người của mình về phía trước, trường vai. Hít vào, vai lên, tay lên. Thở, hạ lưng áp thảm. Ba, hít vào, cố gắng không nâng gót chân của mình lên. Thở, cúi gập. Hít vào, thở, hạ lưng. Cố gắng siết chặt cơ bụng của mình lại. Bốn, hít vào, thở, cúi gập người của mình về phía trước. Hít vào, thở, hạ lưng áp thảm. Năm, hít vào, thở ra. Hít vào, thở, hạ lưng, dùng cơ bụng của mình để di chuyển. Sáu, hít vào, thở, cúi gập về phía trước. Đúng rồi, hít vào, thở, hạ lưng. Bảy, hít vào, bật dậy. Thở, cúi gập, trường vai. Hít vào, thở, hạ lưng. Tám, hít vào, thở, cúi gập. Hít vào, thở, hạ lưng, áp thảm. Chín, hít vào, thở, cúi gập người về phía trước. Hít vào, vai lên, thở, hạ lưng, áp thảm. Lần cuối, 10, hít vào, thở, cúi gập. Hít vào, thở, hạ lưng của mình áp thảm. Rồi nhẹ nhàng hai tay của mình xuôi theo thân, thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình. Đồng thời bạn gập hai gối, áp hai lòng bàn chân của mình chạm thảm. Từ vị trí này, siết thật chặt cơ bụng của mình lại. Cố gắng ép sâu lỗ rốn của mình vào cột sống lưng. Hít vào, nâng hông của mình lên, tư thế cây cầu. Giữ một. Nếu được, bạn ấn mũi chân nâng hai gót chân của mình lên luôn. Hai, cố gắng siết chặt cơ bụng của mình lại. Ba, bốn, năm, sáu, bảy. Hít thở sâu. Tám. Tốt lắm mọi người. Chín. Nói 10, từ từ hạ lưng, hạ hông của mình áp thảm. Đồng thời bằng duỗi chân phải của mình về phía trước, vẫn giữ gối trái gập. Sau đó xoắn gối trái của mình về phía bên phải. Mắt nhìn qua vai trái, giữ 1. Cố gắng ép cho hai vai của mình chạm thảm luôn. Cảm nhận cơ sống lưng của mình đang được thư giãn. 3, 4, 5, hít vào về chính diện. Thở ra, bạn đổi bên, xoắn theo chiều ngược lại, mắt nhìn qua vai phải. 2, 3, 4 và 5, hít vào về chính diện. Rồi thở ra, bạn thả lỏng và tư thế xác chết. Duỗi hai chân của mình về phía trước, hai tay của mình mở rộng ngang vai. Mũi chân của mình hướng ra bên ngoài, lòng bàn tay hướng lên trên. Nhẹ nhàng thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình. Miệng nở một nụ cười tươi, hướng nụ cười dọc theo tâm trí. Nụ cười lan tỏa từng ngóc ngách cơ thể, men theo hai cánh tay, lần ra từng đầu ngón tay. Nụ cười đi tới đâu, thả lỏng cơ thể tới đó. Và bài tập của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã tham gia lớp ngày hôm nay. Hy vọng được gặp lại các bạn vào ngày hôm sau. Nếu bạn nào chưa đăng ký kênh của mình, mời các bạn đăng ký kênh để cập nhật liên tục các bài tập mới nhé. Namaste và chúc các bạn một ngày vui.